Ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin chính thức về vụ việc hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc để đua xe gây xôn xao dư luận vào ngày 19 tháng 3 trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, đại diện phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc để đua xe do một người dân sinh sống ở gần đoạn đường dẫn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Sau đó, công an vào cuộc xác minh, xác định nhóm quái xế đã chặn xe trên đường dẫn cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lần, mỗi lần đua từ 300 đến 500 mét. Trên cơ sở đó, phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra, xác định sự việc có dấu hiệu tội tổ chức đua xe trái phép. Quá trình điều tra, ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự tổ chức đua xe trái phép. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng. Đại diện BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để phòng chống ngăn chặn đua xe trái phép trên địa bàn.